Ok các bác uh, shop lợi shop xin, xin chào tất cả các bác đam mê ná cao su nhá Thì uh, hôm nay em sẽ lên một cái video uh, xả hàng về thun uh, Với giá gọi là uh, thấp nhất trên thị trường luôn Ok và các bác mua hàng cũng giống như uh, tiktok nhá Các bác được miễn phí ship khi mua 2 mét thun này các bác nhá Thì uh, em sẽ xả thun uh, uh, mấy cái thun ở đây à, một số loại ở đây sẽ là 50.000 đồng trên mét tặng kèm gia chỉ đầy đủ và cắt sẵn theo yêu cầu như thế này các bác nhá cắt sẵn theo yêu cầu như thế này mua 2 mét miễn phí ship các bác nhá ví dụ các bác mua 2 mét u shop này chẳng hạn 2 mét thun u shop này cắt theo yêu cầu nhá tặng gia chỉ đầy đủ như thế này này đó 2 mét thì 50 nhân 2 là bằng 100 100 được miễn phí ship khi mua 2 mét miễn phí ship với điều kiện các bác mua giúp em 2 mét nhá các bác mua giúp em 2 mét thun là các bác được miễn phí ship đúng không ạ? phụ kiện thì 2 mét thì sẽ nhân đôi các bác nhé tức là 2 mét mét nào ra mét đấy gói riêng từng mét từng mét một và phụ kiện từng mét một ha đó là như vậy rồi em sẽ giới thiệu sơ qua cái thun u shop này các bác nhá đây ở trong cuộn như thế này logo chữ các thứ của nó ở đây là đầy đủ hết các bác nhá đầy đủ hết đó trong cuộn và trong hộp em gói rất, cẩn thận thun á là còn mới nguyên đấy các bác nhìn thế này ở đây nó vẫn còn cái bột phấn nữa nha nhưng mà em nói về cái đặc tính của thun u shop này là thu lực rất là mạnh bắn đạn rất là căng nhưng mà nó có đặc, đặc, điểm đó là đó là nếu các bác ép lực nó nha ép lực tức là các bác cắt nó căng quá thì các bác kéo nó sẽ không bền đúng không ạ kéo nó sẽ không bền nếu thay vì các bác cắt bắn 15 cm thì các bác nên cắt 16 cm giúp em nha các bác cắt 16 cm các bác bắn nó sẽ bền và mạnh hơn nó ổn định hơn đó là như vậy đừng có ép thun ngắn quá cái thằng thu shop này cái dòng thun của nó là thun lực mạnh nên vậy nó không thể nào ép thu được và em sẽ bán cái giá rất là rẻ cho các bác bởi vì cái, cái thun này kén người chơi đấy kỹ thuật bắn tốt bắn mạnh đi săn vô cùng đã các bác nhé nếu mà bắn được nó thì vô cùng thích nhá săn hiệu quả nó bắn là chết bắn là chết nhá bởi vì lực của nó mạnh lắm à, ai cũng phải công nhận điều đó cả nhưng mà cái kinh nghiệm chia sẻ là các bác ép ép ít thôi nhá ép ít thôi thì các bác mua được với thun với giá rẻ các bác bắn được trong cái tầm gọi là mong muốn của các bác đúng không ạ đó các bác sẽ chơi ở trong cái tầm gọi là, là mong muốn của các bác còn thun aven này aven xanh ngọc nhá à, aven ai à đâu cái thun em xin lỗi thun này là thun aven à, xanh nhạt nhá thun xanh nhạt cũng 50.000 đồng một mét nhá 50.000 đồng một mét 2 mét miễn ship đó 2 mét 100 miễn ship cũng vậy nhá có màu xanh xanh nhạt là thun Aven còn thằng uh, xanh ngọc này là thằng Super Hunter các bác nhá Super Hunter xanh ngọc đó thun cũng uh, ok bắn mạnh Đấy, có chữ nghĩa đầy đủ nhá chữ nghĩa đầy đủ chữ thì nó chỉ in uh, một dòng đọc nên khi cắt ra nó có mấy sợi các bác nhá đó một mét Super Hunter cắt theo yêu cầu thì là 60 000 đồng một mét 2 mét 120 bao ship các bác nhá đó thằng Super Hunter này bắn cũng ngon nhá, hot một thời Em bán 60 ngàn 2 mét thì sẽ là 120 miễn phí ship Các bạn nên nhớ nha Tặng kèm phụ kiện giá trị đầy đủ và mình sẽ cắt theo yêu cầu à, Còn thằng thun cam này là thun uh, superstar màu cam nha Superstar màu cam thì em cũng bán 50 ngàn đồng 1 mét 2 mét 100 miễn ship thì nó còn mấy cuộn thôi Còn mấy cuộn thôi cũng xả cho hết nha Rồi các bác nào đặt hàng ấy thì các bác nhắn vào địa chỉ họ tên số điện thoại gửi trong Zalo Ờ à thu nu shop này cắt khổ bao nhiêu đấy địa chỉ họ tên số điện thoại đầy đủ ví dụ như các bác các lại đặt 2 mét thì các bác nhắn vào giúp em để chốt đơn bởi vì thời gian em còn cắt thu cho các bác nữa đôi khi các bác gọi điện em sẽ không kịp trả lời đâu các bác nhá gọi điện không kịp nghe máy trả lời đâu nên các bác đặt hàng nhắn cho em cái tin nhắn rồi em sẽ check tin nhắn rồi em chốt đơn gửi tin nhắn chốt đơn qua là các bác được chốt đơn nhá các bác chú ý nhá có tin nhắn thì được chốt đơn nhá đó hiện tại bây giờ thì có không có đủ người làm Đấy, em em xả hàng và em cũng tự làm luôn nên các bác thông cảm rằng là đôi khi gọi điện không nghe máy thông cảm nhá. Đó, à, như vậy. Cũng rất là bận rộn ha. Còn quỷ xanh này đúng không? Quỷ xanh này hôm nay em sẽ bán là 80 000 đồng một mét cắt sẵn theo yêu cầu. Và 2 mét là 160 miễn ship nhá. Đây quỷ xanh đây các bác. Quỷ xanh này các bác cũng không không ép lực nhá. Quỷ xanh này bắn cũng không nên ép lực. Đó. Bắn rất mạnh và rất êm nhưng không nên ép lực. Đó. Không nên ép lực bởi vì ép lực nó căng quá nó cũng bứt đó, xanh này như vậy ạ Rất mạnh và êm. Đấy giá 80 000 đồng một mét, 2 mét bao ship thì là các bác xài ok nhá. Xài ok biết sử dụng thì các bác bắn đều là tốt cả đấy. Còn nếu các bác ép quá thì nó toang các bác phải chịu thôi. Cái đấy do mình thôi nhá, do mình tính toán thôi. Đó. Còn à, à, các bác à, em để số điện thoại à, ở trên tiêu đề của à, video các bác nhá. À, số Zalo là 0816 166190. Đó, các bác nhìn vào tiêu đề. Rồi các bác vào trong Zalo các bác nhắn tin giúp em nhé. Các bác uh, chốt u shop này. Đấy. U shop màu hồng này ha. Aven màu xanh nhạt này ha. À, rồi uh, superstar màu cam. Ok chưa? Quỷ xanh thì có móng quỷ màu xanh rồi, tên quỷ xanh rồi. Ok chưa? Rồi. Super Hunter màu xanh ngọc đó. 50 000 với 60 000 và 80 000 Đấy, 2 mét miễn ship cắt theo yêu cầu tặng kèm phụ kiện đầy đủ lưu ý rằng là thun thì đừng có ép quá ví dụ thay vì mình bắn 15 thôi tốt nhất mình cắt 16 đi bắn như thế thì nó nó không ép lực thì nó sẽ bền hơn nhá rồi à, các bác theo dõi video thì đừng quên like à, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhá em xả cái kho à, dây ná này cho các bác nhá xả hàng các bác nhá xả hàng đó đó để các bác à, các bác theo dõi video thì các bác chú ý rằng là Ngoài ra thì shop em còn thanh lý Ná nữa Ná em thanh lý cũng rất là rẻ Giá rất là hợp lý các bác nha Nếu các bác vào mà đặt nhiều thì em có thể bớt thêm cho các bác Thì em cũng có một cái video xả ná Ở trên video rồi đấy Các bác vào tham khảo đi Lựa một số cây ở trong đó Còn sau này em xả hết rồi là sẽ không còn nữa các bác nha Còn bi sắt các bác nào mua mà Bi 6 á Bi 6 em cũng đang xả hàng Bi 6 các bác nha Bi 6 150.000 đồng Bao ship 5kg nhá Bi 6 xả hàng đây Ở đây em quay cho các bác này Quay bi luôn Đóng gói bi à. Đây các bác nhá Đó Em đóng gói bi thành từng gói như thế này Rất cẩn thận cho các bác như thế này đúng không Đấy Em sẽ ghi số 6 lên trên đây Nó là 635 đấy Bi 6.35 một gói này 5kg như thế này Đấy 150.000 đồng Bao ship nhá 150 000 đồng bao ship. Đấy, giá bao gọi là thấp luôn. Xả hàng nhá, xả hàng. Em chỉ xả bi 6 thôi các bác nhá, bởi vì bi 6 còn nhiều. Thì các bác ủng hộ bi 6 thì các bác ủng hộ em ha. Và thun, thun cao su các thứ nhá. Ngoài ra thì còn có hít bi các thứ đầy đủ nữa. Rồi để em quay kho của em nó còn khá khá, khá khá như vậy thì các bác tranh thủ vào các bác lượm đi ha. còn có một còn nó còn một số đồ nữa đấy. Nó còn một số đồ ở đây nữa. Đây Ở đây có cái túi đeo chéo em cũng xả cho các bác luôn này, này. Cái túi đeo chéo này Cái túi đeo chéo à, Loại này xài rất ngon nha Em xả 50 000 đồng một cái túi đeo chéo nha các bác nha Túi đeo chéo Túi đeo chéo này đựng ná, đựng dây, đựng bi đầy đủ này Có 50 000 đồng một mét thôi À, à có 50 000 đồng một cái thôi Cái túi đeo chéo ngon lành nhá Hàng bao xịn sò nhá Bao kiểm tra, bao xài Có 50 000 đồng một cái túi đeo chéo nhá các bác đeo chéo đựng dây đựng bi đựng ná đồ đầy đủ hết đó à, ná cao su thì ở đây em xả những cái mẫu ná ở đây thì ví dụ như là một cái cây ná mà bo mài hoàn thiện nhá đẹp như thế này thì em chỉ xả 120 trăm hai thôi đấy ví dụ các bác mua chung với với dây các thứ là đi chung luôn cho nó miễn ship ha đấy hoặc mua hai cây là em cũng miễn ship nhá mua hai cây miễn ship đấy rồi à, ví dụ như cây T1 này chẳng hạn nhá. Cây T1 này. Đấy, cây T1 này à, thì bo mài hoàn thiện còn một số cái cây à, còn một số cây hàng gọi là cũng nó không còn nó không được đẹp lắm thì em xả 100 ngàn đồng một cây. À, bo mài hoàn thiện các bác nhá, Ná bo mài hoàn thiện, ná bo cạnh hoàn thiện hết. Giá từ 100 đến 120 000 thôi nhá các bác nhá. Không nếu là những cái bản không có năm châm thì nó chỉ có vậy thôi. Bản có năm châm thì nó khoảng 150 một, một đấy tùy bản ha đấy như cái cây này chẳng hạn cái cây này à, hắc báo này em cũng bo mài đầy đủ này tn này 120 này thấy chưa đó thì rất nhiều cái hàng em thanh lý ở đây nhá rất rẻ thôi các bác cứ kiếm được một cái cây mà bo mài cạnh hoàn thiện hết cầm êm cầm êm vô cùng luôn bắn chất lượng vô cùng giá chỉ khoảng 120 nghìn là các bác đã có một cây mua hai cây miễn ship hoặc mua chung dây chung bi gì đấy là đi chung luôn khỏi tốn phí ship đúng không Nói như cây uh, cây hồ điệp này, cây phun bướm này, cây phun bướm này, cắt rất đẹp các bác nhá. Cắt này, em quay mặt trước mặt sau cho các bác này. Đấy nhìn cắt nét chưa? Bao nét luôn. Cắt cái hình con hồ điệp này, uyên ương hồ điệp này. Hai con này rất đẹp, nét nhưng mà em bán cho các bác bo mài cạnh hoàn thiện này thì là 120 nghìn. Đó. Còn bác nào chưa lấy bo cạnh thì nó giá nó khoảng 90-100. Đó. Chỉ có vậy thôi. Đấy. Rất rẻ đúng không? rẻ lắm đấy các bác cứ tham khảo trên video giúp em nhé như cây adam này chẳng hạn adam này nhìn đẹp như thế này thì cũng 120 trăm hai nghìn này đấy nó có logo lên màu nên vậy giá nó 120 còn nếu mà không logo lên màu thì chỉ 100 trăm đấy là như vậy nó tốn công cái logo lên màu đấy, nó là một trăm hai đấy nó vậy thôi còn cái cả cái ná hồ điệp này em bán cũng có 120 trăm hai thôi nhá đấy nhiều mẫu lắm nhiều mẫu lắm rồi vua bìm bịp một trăm rưỡi T3 là các thứ Ui nhiều lắm Đây này Đây là cái cây cá mập nhé Cá mập này thì em kèm cho các bác logo ở trong đây luôn Cá mập này 80 ngàn nhé Cây này 80 ngàn thôi Đấy. Rất là rẻ đúng không Rẻ Cây đại bằng kiếm này bo cạnh hoàn thiện nhé Cũng có logo luôn Giá 100 ngàn đồng đúng không Bo cạnh 100 ngàn đồng nhé 100 ngàn đồng Đấy, các bác nào mua thì các bác vào đi vào uh, chốt luôn nhá. Đây cây sao thiên mã này. Sao thiên mã này bo mày hoàn thiện từ phôi cây này rất đỉnh nhá. Cây này bán rất đỉnh, cắt hai mặt đều nét hết này. Con ngựa này mặt trước mặt sau nó đều nét nhá, có bờm đều nét. Thích khắc tên thì em khắc tên này. Được chưa? Đấy, em khắc tên. Đó. Thích khắc tên thì khắc tên giá 150 000 đồng một cây. Đấy, đi chung với lại cái 2 mét thun kia là miễn ship. Ví dụ vậy các bác mua thun mua bi mà trong cái diện miễn ship thì nó đi chung luôn thì ví dụ như vậy hoặc không thì lấy hai cây ná nhá mua hai cây ná thì được miễn ship đấy, còn cây uh, cây đồng này đồng nguyên khối nguyên chất nhá đồng nguyên khối nguyên chất chặt gà gài. ngày xưa bán 800 trăm ưng vương cường nguyễn thì bây giờ là đồng nguyên khối này hàng xin việt nam ngày xưa ngày sửa ngày xưa đấy à, bây giờ thì nó là giá 170.000 bảy mươi nhá một trăm đồng một cây đó xả hết xả hết các bác nhá xả hết cho các bác đó ná đẹp ngon lành cầm êm nhá đó cây mắt cáo này thì cũng là mắt cáo này nếu mà ốc titan một trăm rưỡi không lấy ốc titan một trăm hai đó form bắn rất êm các bác nhá mắt cáo là bắn đỉnh luôn ha đỉnh cây nào cũng đỉnh hết các bác vào tranh thủ nhá tranh thủ chốt còn đây ưng vương v 3 nếu bản ốc inox thì một trăm bảy còn bản ốc titan thì hai trăm các bác nhá bản ốc titan thì hai trăm đó ưng vương đấy đẹp chưa đó. các bác nào vào chốt thì các bác chốt nha, nhắn số điện thoại zalo giúp em, em cũng tranh thủ quay vậy thôi, còn tí nữa em lại phải đi làm hàng rồi, làm hàng cho các bác nha, rồi khá là bận rộn các bác thông cảm nhé, nếu điện thoại không được nha, rồi chào các bác, cảm ơn các bác, bao rẻ luôn, nhưng mà rẻ thì các bác mua thì mua hàng thì nhắn vào zalo giúp em nha, nhắn vào zalo cụ thể nha, Đấy. Thì, uh, chắc một lúc nào đó thì em mới trả lời em mới chốt đơn được, thì các bác cứ nhắn vào giúp em nha, rồi chào các bác, cảm ơn các bác.